Lâm, mã số nhân viên 18151198. Hôm nay em xin trình bày bài tập 4 là bài đếm giờ phút giây hiển thị trên tấm lớp bài đoạn. Là thời gian có thể tiết chỉnh nhanh để mô phỏng theo yêu cầu. Đầu tiên em xin thiết kế sơ đồ nguyên lý. Sẽ dùng viết 16F887. Đầu tiên thì ta sẽ thiết kế nút reset. Dung tụ có giá trị là 1 microfarad và chở là 1 kilo. Reset thì nó vào trong master clear reset tích cực thấp. Tiếp theo ta sử dụng dao đồng hồ để dọn thạch anh, sử dụng dao đồng thạch anh 20 m, dao đồng thạch anh 20 m sẽ nối vào trong RE6 và RE7. RE6 và RE7. Tiếp theo ta sẽ sử dụng một module 8 led bảy đoạn để hiển thị cái giá trị theo yêu cầu. Sử dụng một module 8 led 7 đoạn. Tại đây ta sử dụng một linh giật thanh với giá trị là 220 ohm. Ta sử dụng bột C. Bột C để hiển thị giá trị của các led 7 đoạn thông qua các chân ABC, DF, IG và DB chung của tám cái chân này, thì của tám con nói chung lại với nhau. Tiếp theo ta sử dụng bột D để thông qua các chain store để quét, theo phương pháp quét ta sẽ chọn lần lượt một trong tám cái bề đoạn để quét. Nhưng tại đây thay vì để cho mạch đơn giản thì ta sử dụng cộng nốt để thay vì là dùng trên store để ta quét. Lần lượt thì ta sử dụng bột C quét từ 1 đến 8, là sử dụng để quét 8 lấy 7 đoạn. Phần sơ đồ nguyên lý đã xong thì tiếp theo là đến phần có của chương trình. Thì về phần có thì đầu tiên người ta sẽ khai báo thư viện input 16F887.h. Ở đây ta sử dụng một thằng anh 20 m cho nên ta sẽ fill hs là tốc độ high speed, sử dụng view delay để cho chương trình tự phát sinh, để cho chương trình phát sinh cho hàm delay phù hợp với cái thằng anh 20 m ta đã dùng. Khai báo một mảng là dữ liệu hiển thị có 8 phân tử là chạy từ 0 đến 7. Đầu tiên ta sẽ set cho nó giá trị là 0xff để các trạng thái, đầu tiên thì 8 led nó được tắt. Và mảng này sẽ sử dụng để quét cái chain store của các led bài đoạn. Và tại đây thì ta sẽ thay vì dùng chain store thì sử dụng các cộng nốt. Sau đó sẽ khai báo cấp biến giữa phút giây EQ và quét để sử dụng cho chương trình theo kiểu là ASCII in 8. Khai báo một mảng có giá trị là constant ASCII in 8 là hiển thị lấy bài đoạn, 10 phần tử là xuất ra cái giá trị từ 0 đến 9. Thì bởi vì các phần tử này là có giá trị cố định cho nên ta để constant để giảm bộ nhớ. Ta sẽ viết một chương trình con là chương trình con hiển thị. Thì chương trình con này sẽ lấy dữ liệu từ cái mảng mà dữ liệu hiển thị này, nó sẽ bắt đầu nó xuất các dữ liệu ra chương trình.
thì đầu tiên ta sẽ sử dụng một cái web có giá trị là 0xFE, thì có nghĩa là nó có giá trị nhị phân là 1111 1110. Đầu tiên có nghĩa là ta sẽ chọn một con chain để ta quét, thì ta sẽ chạy vòng lặp từ 0 đến 8 y cộng cộng để cho mình quét lần lượt tất cả được 8 con led A, B, D quét. Có nghĩa là mình sẽ chọn một led điện thì A, B, D quét là mình sẽ lấy giá trị quét này mình xuất ra nhân D, là mình sẽ chọn con led đầu tiên để mình chọn con led đầu tiên để mình quét. Con led đầu tiên được quét thì ứng với nó sẽ lấy dữ liệu là dữ liệu 0, con led tiếp theo thì ứng với dữ liệu là 1. Sau đó A, B, C dữ liệu hiển thị thứ y gọi là xuất hiển thị ứng với xuất hiển thị ứng với mạng các phần tử thứ y. Thì giờ ví dụ là quét y bằng 1 thì dữ liệu hiển thị nó sẽ lấy giá trị là 1, thì nó sẽ xuất lấy giá trị này cho led hiển thị. Sau đó sẽ delay 1 mili giây, các thời gian delay càng ngắn thì các led hiển thị càng mịn, cái led hiển thị bị mịn. Còn cái dòng code này là output C 0xFE là mình sẽ đưa giá trị về trạng thái tắt, đưa giá trị các led về trạng thái tắt để cho chống lem. Sau khi hoàn thành các quá trình nhanh thì mình sẽ cho biến led nó sẽ giờ trái được cộng 1 để nó sẽ đưa từ đưa trạng thái là mình quét con chain đầu tiên đến trạng thái tiếp theo là mình sẽ quét con chain thứ hai, mình tiếp tục quay lên thực hiện các vòng lặp. Khi thực hiện hết vòng lặp 8 lần này nó sẽ mới chỉ quét, nó chưa quét tất cả các 8 led, cho nên là mình phải sử dụng một cái vòng lặp V, trong vòng lặp V chỉ từ 0 đến 20 để mình lặp lại cho cái quét để quét tất cả các 8 led đều sáng. Tiếp theo là chương trình chính. Đầu tiên sẽ mình cấu hình bột C và bột D có giá trị ban đầu là 0x 00. Sau đó ta sẽ cho giờ phút giây lần lượt, đầu tiên bằng 0, chờ vòng lặp đầu tiên là giờ bằng 20, giờ bằng 0 thì là chạy giờ bằng 0 đến chạy đến 24 giờ cộng cộng. Tiếp theo là quét phút từ 0 đến 60 và tăng lên là một từng từng bước là một đơn vị. Giây là chạy từ 0 đến 60 cũng tăng lên là từng từng đó là một đơn vị. Cái dữ liệu giờ thì hiển thị ở led 7, ở led thứ 7 và led thứ 8, cho nên mình xuất ra là dữ liệu hiển thị thứ 7 ứng với con led thứ 8 sẽ hiển thị hàng đơn vị của giây, cho nên sẽ lấy là giây phần giây chia là dư cho 10. Con led thứ thứ bảy là ứng với dữ liệu hiển thị thứ sáu, ứng với dữ liệu hiển thị thứ sáu sẽ lấy là hàng chục của đơn vị là lấy giây chia lấy cái phần nguyên cho 10. Thì tương tự là cho phút và giờ là ứng với led thứ năm và led thứ bốn là ứng với dữ liệu hiển thị thứ thứ bốn và thứ ba. Giờ là led thứ một và led thứ hai thì ứng với dữ liệu hiển thị thứ thứ một và thứ không. Sau đó sẽ gọi gọi hàm hiển thị để hiển thị led. Nhưng tại đây yêu cầu của đề bài là con led thứ thứ ba và con led thứ thứ sáu, con led thứ ba và con led thứ sáu thì nó sẽ hiển thị hai dấu gạch, cho nên ở cái mảng dữ liệu hiển thị này ta sẽ cho đầu vào luôn là con led thứ ba là ứng với phần tử thứ 012 là có giá trị là 0xFF, và con thứ sáu cũng là có giá trị là 0xFF. Sau khi chạy hết ba vòng lặp này thì nó sẽ xong một chu trình khác. Ta sẽ go to lại ban đầu này để ta chạy hết một chu trình. Tiếp theo là chạy combine, chạy thử chương trình. Nạp code cho biết cho là 20 MB. Để chạy thử chương trình. Đầu tiên là 0 0 0 và biến giây sẽ đếm, đợi xem thử tới 59 nó biến phút nó tăng lên 1 hay không. Tới nay biến phút nó sẽ tăng lên 1. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử cái khi mà biến biến giây bằng 59, biến phút bằng 59 thì bây giờ nó có tăng lên hay không. Thì ta sẽ thử tăng tốc độ của chương trình. Thì muốn tăng tốc độ của chương trình thì ngay đây ta sẽ cho V quét nhanh hơn là cho V chạy từ 0 đến 1. Rồi, chạy chương trình.
tới đây khi mà phút nó tăng lên đến 9 thì giờ nó sẽ tăng lên 1. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra thử nè. Hồi nãy mình sẽ đỡ là giá trị là 0 giờ thì từ 0 đến 24, thì nghĩa là khi nó sẽ chạy tới là 23 giờ 59 phút 59 giây thì nó sẽ quay giờ 0. Nhưng mà cái đó thì mình sẽ chạy lâu cho nên thay vì như thế thì mình sẽ kiểm tra thử cho nó cho giá trị là chạy từ 22. Nếu mà khi nó chạy là từ hạt bắt nó từ 2 đúng không? Khi nó chạy tới 23 giờ 59 phút 59 giây. Nếu nó quay về 22 giờ 0 phút và 0 giây thì là cái giá trị cái vòng lặp này mình sẽ đúng. Thì nếu mà mình để nó 00 thì vẫn quay về 0. Thay vì để 0 mình để 22 cho nó chạy nhanh rồi mình kiểm tra. Thì thử giống nhìn. Đầu tiên là 22 giờ 0 phút và 0 giây. Thì giờ giây bắt đầu chạy. Giây bằng 59 thì phút nó sẽ tăng lên 1. Cứ thế. Tại đây là khi nó lên là 23 giờ 59 phút 59 giây thì nó sẽ quay lại giá trị giờ ban đầu. Cái này là mình để 22 cho nên nó sẽ quay về 22. Khi mình để 0 thì nó vẫn quay về 0. Tại đây thì mình kiểm tra cho nên là mình sẽ để 22 cho nó về kiểm tra. Bài thuyết trình của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.